Chiếc ô tô của chúng tôi sẽ đi khắp thành phố để giao hàng cho tất cả các bạn. Ai có hàng chuẩn bị ra nhận nha. Những kiện hàng xinh xắn. Thế mình nhận quá. À, Sushi ơi, em có hàng đấy. Chờ chị nhá, để chị sẽ lùi xe lại và để chị quay xe nhá. Được rồi, để em giả tiền chị. Rồi, đấy, chị sẽ mở cửa và chuyển hàng xuống cho em. Với chị và bạn Sushi cùng nhau chơi đồ hàng nhá. Em nhìn thấy bọn chị có hai hộp Lego đẹp không? Em thấy có đẹp không? Đây là một cửa hàng mà đây này, các em nhìn thấy cô chủ rất là xinh xắn. Đây là cửa hàng bán gửi thư đấy các em. Các bạn có thư lá thư và sẽ mang đến đây gửi vào hòm thư ở đây này các em này. Và sau đấy là và những hộp quà tặng nữa các em này. Đấy, hộp quà tặng này chị sẽ mở lên và đưa ra ô tô. Bây giờ chị sẽ thử làm một cái cho các em xem nhé. Ôi, hôm nay mình có một hộp quà rồi. Đây là một chiếc xe đẩy. Đấy. Chị sẽ phải đẩy ra sau nhà. Yeah. Wow, đã có một chiếc ô tô ở đây đợi sẵn chị rồi. Ăn pizza rồi. Trời ơi, chị đang phải làm việc mà bên kia lại kêu là ăn pizza đói quá. Đây là một hộp quà của chị này. Chị sẽ đẩy và đưa lên xe nhé các em nhá. Rồi, chị sẽ bê lên xe. Rồi, chị sẽ đóng cửa lại. Xe bắt đầu chở hàng đi đến những nhà của các bạn nào. Bon. Đó, các em thấy xe của chị đẹp không? Pizza không nhỉ? Còn đây là một chú đứng. Còn đấy là một cửa hàng pizza của bạn Sushi. Bạn Sushi này bán pizza đúng không? Tóc bị lạc rồi chị. Để chị giúp. Đợi một lát nha. Bây giờ chị với bạn Sushi sẽ cùng nhau chơi bán đồ hàng với em nhé. Được rồi nha. Rồi, chúng mình cùng nhau đi thôi. Đây, xe của chiếc chị đây. Trời ơi, sáng ngủ dậy đói bụng quá. Mình sẽ mở cửa và cái cánh cửa nó hơi bị chật một chút rồi. Trời ơi, chật quá, thì mình đi ra làm sao nhà vậy? Đóng cửa lại. Ôi, mình phải sang nhà siêu à Sushi để mua một chiếc bánh pizza. Sushi ơi, em có pizza mới chưa? Em có rồi. Bán cho chị một chiếc pizza nhé. Chị sẽ ăn pizza hải sản đi. Hải sản. Chị rất là thích hải sản luôn. Đây rồi chị ơi. Đây, em kẹp vào tay chị. Một sự cố nhỏ đã xảy ra các em ạ. Bởi vì các bạn này rất là nhỏ nhắn, bé cực kỳ luôn các em. Chơi hơi khó một chút, nhưng mà chị rất là thích. Bởi vì là chị thấy bạn Sushi rất là thích bộ chơi nhỏ nhắn này. Đâu, đây chị sẽ tự làm nhé. Đây rồi, vậy là chị đã mua một chiếc bánh pizza. Chị có kẹp được vào tay không nhỏ? Kẹp được rồi các em ơi. Và trên đầu chị còn đeo một cái lơ lên đầu này cho nó xinh. Em sẽ trả tiền chị. Đây, chị trả tiền em đây. Một đồng tiền. Không, đấy là một đô chị mua bánh của em mà. Và được thêm một cốc nước đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, em cầm tiền về đi. Này, hôm nay có thư gì không? Sang nhà chị gửi nhá. Chiều nay xe hàng sẽ đi đấy. Em có phải chuyển hàng đi đâu không? Em không. Đây là cốc nước và cả một cái pizza là 100 đô đúng không? Đúng rồi. Chị sẽ mang về nhà và lát chị sang trả cốc nhá. Bây giờ chị phải về nhà xem có khách không. Không nhiều khách quá là không được nhá. Sẽ em gửi tiền nhé. Tiền gửi thư à? Đây. Chị xin nhé. Nhà chị mới có hoa mới đấy. Lát sang nhà chị bán thôi nhé. Thôi được rồi. Chị ơi. Ơi. Quay hàng về đây để em làm thư mất. Em có thư à? Rồi, chị về nhà đã. Ôi, một chiếc pizza thật là to. Mình phải mở cửa vào nhà thôi. Trời ơi, mở cửa kiểu gì đây? Phải có ai giúp đỡ tôi thôi. Tay thật to, cầm nhiều đồ quá. Wow. Rồi. Ủa, đồ rất là nhiều. Mình không thể vào nhà được nữa rồi này. Wow, cuối cùng cũng đi được vào nhà. Trời ơi, một chiếc bánh pizza thật là to. Hôm nay mình sẽ ăn thật là ngon luôn. Để bánh pizza quay hàng đi chị ơi, để em gửi tiền. Một cốc nước. Chị quay hàng đi để em gửi tiền quá. Đúng rồi, từ sáng đến giờ chưa có ai đến gửi đồ nhỏ. Mình sẽ đứng đây xem tí có ai đến gửi đồ không, gửi thư không. Trời ơi, hôm nay là một ngày thật là đẹp trời. Mà chưa có ai sang gửi thư nhà mình cả. Chị ơi, cho em gửi thư quá. Xuân, đây, Xuân phải kẹp thư vào tay. Các em ạ, các cái mô hình này rất là nhỏ nhá. Nhưng mà các em ơi, lắp cái này chị phải nói thật một điều là lắp vô cùng là khó khăn và kỳ công luôn. Chị với bạn Xuân phải lắp hình như mất hơn một ngày ấy mới làm xong được hai cái bộ đồ chơi này đấy. Cửa hàng pizza, đặc biệt là cái này lắp cực kỳ khó luôn. Các em biết không, chi tiết của những cái ô tô này là các em này, tất cả nó đều là một cái mảnh ghép nhỏ luôn. Mà họ làm rất là cầu kỳ. Không, cứ để đi. Xong rồi chắc qua Su sẽ đi sang nhà chị. Xong Su gửi thư. Em nhìn này, họ làm rất là cầu kỳ luôn. Em nhìn thấy không? Đúng một cái xe luôn.
Đấy, các em nhìn thấy không? Vô cùng là cầu kỳ. Chị không thể tưởng tượng rằng một bộ đồ chơi Lego mà có thể xếp được thành một cái cửa hàng, một chiếc xe nó lại xinh đẹp như vậy Su nhỉ? Được rồi, bây giờ chị giao đi. Xem có không? Thư thì chị không cần giao đâu. Em sẽ mang thư sang đi. Đấy, mang thư và mang hộp quà sang gửi, đúng rồi. Em mang thư. À chị ơi, quay hàng cho em gửi thư với. À đây, hòm thư đây em ơi, em đi ra đây. Dạ em không đi được. Thế à, rồi bây giờ chắc là chị phải chuyển hòm thư sang đây để cho các bạn ấy dễ đi nhé. Trời, bạn Su bê thả hòm thư của chị đi luôn. Các em ơi, ở đây chị không những bán cho gửi thư nhé, mà chị còn bán cả hoa đấy. Su Si ơi, em có mua hoa không? Em á? Có, cho em xin một cây hoa. Nào, không, đây chị Su, đây chị bảo nhá, đây chị Su. Các em ơi, các em nhìn này, chỉ là một chiếc hòm đựng gửi thư nhưng họ làm rất là tinh tế. Các em nhìn này, và đây là một bức thư. Bạn Su Si không, em ơi, đút qua đây mà. Các em nhìn này, chúng ta sẽ đút qua đây. Một lá thư đã được gửi vào. Chị ơi, cho em xin gửi nhé. Ừ, không, nhưng mà chị bảo Su nhé. Bây giờ Su sẽ phải để đây. Chúng mình chơi đồ chơi mà. Su sẽ phải dẫn em bé đi. Đi thôi, ôi trời, mình phải đi gửi thư thôi. Đi gửi thư thôi. Đi nhé. Đấy, bây giờ em bé sẽ đút thư nhé. Nhưng em bé sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của bạn Su đó. Rồi, bạn Su đã đút được thư vào rồi. Hai chị em đứng nói chuyện với nhau một chút nào. À, chị sẽ đi ra ngoài cửa nhé. Mở cửa ra nào. Ôi. À, chờ em tí, em phải về hàng để em cho tiền vào hòm đã. Ơ, thôi, đứng đây nói chuyện với nhau một chút chứ. Su Si ơi, em vừa gửi thư à? Đúng rồi. À, thế à, hôm nay em có đi đâu không? Em không đi đâu, em chỉ đi bán hàng thôi. Thế à, à này, mà chị thấy bảo là sắp có hội chợ đấy. Hai chị em mình đi hội chợ không? Không, nhưng em phải bán hàng pizza nữa. Thế à, thế cuối tuần em cũng không được nghỉ à? Cuối tuần em được nghỉ. À, hay là cuối tuần hai chị em mình đi nhá. Được rồi. Ừ, ôi Su Si hôm nay có mái tóc xinh đấy. Su Si ơi, sao mình vào phòng chị chơi không? Được chứ. Ê, đi sang nhà chị chơi này. Su Si ơi, em nhìn này, bọn chị mới nhập hoa này có đẹp không em? Hoa đẹp. Đẹp không? Đẹp nhở, đấy là hoa rất là đẹp đấy. À, xin chào chú bảo vệ. Xin chào chú bảo vệ nha. Đây là chú bảo vệ của chị mới tuyển đấy. Chú ấy sẽ có làm nhiệm vụ bê hàng lên xe cho chị đấy. Mà hôm nay em có quà nào, có hàng nào gửi đi không? Chị sẽ nhờ chú ấy vận chuyển lên xe cho em. Em có chứ. À, đây là hai hộp quà của em đúng không? Đúng rồi. À, đây là hai hộp quà của em đúng không? Đúng rồi ạ. Rồi, chị sẽ bê lên xe nhé. Và chị sẽ chuyển đi ngay trong chiều nay cho em. Đây rồi, chị sẽ nhờ đến chú bảo vệ. Chú ấy khỏe như thế này, chú mới có thể bê được cả hai cái kiện hàng này nhé. Wow, nặng quá. Su Si ơi, hàng của cháu có cái gì mà nặng thế? Trời ơi, chú chở mà còn thấy nặng thế này. Rồi, trời ơi, nặng quá, nặng quá. Rồi, chú sẽ để đây. Và chú sẽ đưa hết hàng lên trên ô tô nhá, các bạn ơi. Wow, và chị sẽ giúp chú ấy nhá. Nào, chị thử cho chú bê một hộp xem nào. Wow, bê được này. Trời ơi, nặng quá, hộp đồ của bạn Su nặng quá. Trời ơi, nặng quá, nặng quá. Ôi, trời, cẩn thận, dễ vỡ của bạn Su thì rất là nguy hiểm. Nên là chú sẽ làm rất là cẩn thận. Một hộp quà và còn một hộp nữa. Em nhìn này, đấy, chú đã bê hàng của bạn Su lên đấy. Trời ơi, trời, những cái bộ đồ này rất là nhỏ nhắn các em ạ. Rồi, và bây giờ chú đi, chú sẽ đóng cửa lại nha. Đấy, chị sẽ giúp chú ấy. Và chú ấy sẽ để cho xe chạy đi nha. Và chú sẽ đẩy xe hàng về. Và chị sẽ là người lái xe được không các em? Rồi, và chú lại đứng đây. Ơi, em đi. Chiếc ô tô của chúng tôi sẽ đi khắp thành phố để giao hàng cho tất cả các bạn. Ai có hàng thì chuẩn bị ra nhận nha. Những kiện hàng xinh xắn. Thế mình nhận quá. À, Su Si ơi, em có hàng đấy. Chờ chị nhá, để chị sẽ lùi xe lại và để chị quay xe nhá. Được rồi, để em giả tiền chị. Rồi, đấy, chị sẽ mở cửa và chuyển hàng xuống cho em. Wow, các em thấy không? Bộ đồ chơi này nhỏ kinh khủng luôn. Chị với bạn Su thì cầm còn đỡ, còn chị là một người lớn rồi. Ngón tay của chị to hơn của bạn Su lên là cầm rất là khó, nhưng mà bọn chị sẽ cố gắng. Đây Su ơi, đây là kiện hàng của em. Đấy, cháu sẽ chuyển ký nhận nhé. Rồi, đấy là một kiện hàng. Chị sẽ đi tiếp được không? Được rồi. À chú ơi, cháu giả tiền. Ừ, chú cảm ơn. À, tiền đấy á, chưa, cháu sẽ chuyển vào phát nhanh nhá. Trả tiền cho những người đến khu của cháu, còn chú chỉ có nhiệm vụ giao hàng thôi. Chúng ta lại tiếp tục đi trên những chặng đường nữa nào. Chúng ta sẽ đến những nơi mà cần chúng ta trả hàng. Một chiếc ô tô rất là xinh xắn. Các em nhìn thấy không? Một chiếc ô tô. Ủa? Các em ơi, bây giờ chị mới để ý một điều các em này. Bạn Su của chúng ta khi nắp rong rán đã bị rắn ngược.
phòng tư của chúng ta thì quay ngược rồi đúng không Thu? Xuân, vậy là hai bạn đi vào bán pizza luôn à? Đúng không, bạn nào chỉ về bán nhận thức ạ? À? Nhưng không sai, bên này đã có một chú bảo vệ, chú ấy sẽ giúp bạn ấy trông cửa hàng đúng không? Và chiếc ô tô này mình sẽ đợi sẵn ở đây để chờ hàng và đi thôi đúng không? Thôi Xuân, chúng mình chào các bạn đi rồi chúng mình chơi tiếp đi Xuân. Xuân, chào các bạn đi nào. Con hiểu chị. Chào các bạn đi rồi chúng mình còn đang chơi tiếp nhanh lên. Chị phải đi chơi mà. Đồng hồ này. Ừ, đồng hồ đen. Nào, 1, 2, 3. Xin chào các bạn. Để chơi với mình nhé. Ôi trời, em thử rồi các bạn ơi. Trời rất thích các em ạ. Tại vì các em